và chỉnh chu trong một tình huống khẩn cấp. Bé tí xì chùm đâu, có ai thấy bé tí xì chùm không? Có tí xì chùm, bé tí hỏng xe. Cứu mình. Mình hả? Mình tới đây tí cận. Sao giờ này cậu mới tới tí dụng vậy? Cậu làm gì lâu quá vậy? Xin lỗi nha tí cận, bây giờ tính làm sao đây? Đừng có hối mình tí dụng về. Cậu không thấy mình vừa trải qua một tai nạn thương tâm hả? Chúng ta phải xì chim cùng nhau đi dừng cơn lũ này lại mới được. Mình cũng đang suy nghĩ như vậy đó tí cô nương. Chúng ta phải xì chim coi có cái gì để chặt mạch nước phun lại không? Mình cũng nghĩ y chang vậy á. Tí dụng về, cậu mau tìm cái gì để chặn mạch nước phun lại đi. Mấy cái cục đá đằng kia được không? Đừng có ngớ ngẩn như vậy tí dụng về, mấy cục đá đó rất là nặng. Mình thấy được đó, chúng ta có thể lấy một cục để chặn mạch nước. Thiệt là xì trâm, mình cũng đang nghĩ như vậy đó. May là mình nhìn thấy cục đá đó ha tí cô nương. Chả trách tí vui là chỉ định hai chúng ta làm chỉ huy ha. Tí xì trâm, tập trung lại đây. Các cậu nghe chưa, mau xì trâm đi, 200% luôn. Các xì trâm, đẩy đi. Được rồi đó tí cô nương. Không, tí dụng về chúng ta đã làm được cùng với nhau. Thiệt là kinh khủng quá đi. Nghe có ý này đó xì trâm, mình xì trâm bánh bông xình đi. Tí nóng nảy, chúng ta phải tìm cái hộp cho tí ông trước. Thật là bất khả thi, chẳng khác nào đi tìm một cây kim nhỏ xíu trong đống bùn. Không còn cách nào khác, chúng ta phải xì trâm mọi việc lại từ đầu thôi. Phải đó tí cô nương. Mình lại phải lấy mấy cái biểu đồ ra coi. Bé tí xì trâm có gì đâu mà cười. Em thì sướng rồi ha, chỉ việc ngồi chơi trên một cái hộp khô ráo. Cái hộp. Nè, cái xì trâm ơi, mình tìm thấy rồi. Mình đã tìm thấy cái hộp của tí ông rồi. Ý mình là mình và bé tí xì trâm cùng tìm thấy. Được rồi, là bé tí xì trâm tìm thấy. Ôi xì trâm tôi ơi, ta nghĩ chúng ta có thể tránh mặt họ. Nhìn họ không được xì trâm cho lắm. Họ là ai vậy ông? Những thổ dân gỗ thiện chiến, còn gọi là chiến binh Tiki. Họ không có thân thiện với người lạ đâu tí sức sượng à. Nói cho đúng hơn, họ sẽ ném người lạ vào trong núi lửa. Lần trước khi ta tới đảo Tiki, ta khó khăn lắm mới trốn ra được đó. Vậy thì chúng ta phải cảnh giác gấp đôi đó cắt tí à. Cắt có ý này nè ông ông. Chúng ta đi rón rén vòng qua bọn họ được không? Ngõ nguy rồi, đường chúng ta đang đi cũng là đường của họ. Hả? Ta nghĩ ý của tí ông là có chiến binh Tiki ở phía trước. Con biết ngay là tí ông muốn nói gì mà. Ngay lúc này quá mỏng xì chôm hết rồi. Ô ma tiki. Nhanh lên cắt tí của ta. Ngon ngon như vậy không thể nào bỏ qua được. Tí tham ăn. Con tới ngay thôi tí vua. Ô ma tiki. Ta sẽ đánh lạc hướng tấm gỗ di động đó cho. Còn kẻ các con hãy lo phần còn lại. Ô ma tê kỳ. Nào, tí kéo tay, nâng lên thôi. Đợi chút đi, mình ăn sắp xong rồi. Mau lên tiền tí tham ăn. Ô ma tê kỳ. Tí tham ăn à? Cái bụng đó của con chút chút nữa đã làm hỏng nhiệm vụ của chúng ta rồi. Con xin lỗi tí vô. Ngài gọi nó là gì hả tí ông? Thoát chết trong gang tấc. Cái này hả? Là xì trâm mê răng. Đôi khi vật này rất hữu dụng đó. Ngài có thể dạy cho bọn con cách ném không ông ông? Đi mà. Để khi khác đi tí sức sượng. Bây giờ chúng ta phải xì trâm lên đỉnh núi lửa. Thiệt là xì trâm quá đi. Chắc là phải có mấy ngàn tỷ bậc thang luôn á. Sao xì trâm khó khăn lắm đây tí ông? Ta biết tí vua, ta sẽ không thua con đâu. Đợi bọn con với tí ông.
Xin lỗi đã làm phiền. Hãy mặc kệ chúng tôi cứ nhảy múa tiếp đi ha. Chúng tôi thích nhảy múa phải không mèo Ara? Đúng không? Đúng không? Ngài đang tự hỏi tôi tới đây để làm gì? Tôi đang đi tìm 6 sinh vật tí hoa màu xanh cao cỡ chừng này. Các ngài có tình cờ nhìn thấy bọn chúng không? Tôi thấy các ngài đang không được vui. Tôi sẽ tự đi tìm chúng vậy. Thôi đi, đi thôi mèo Ara. Chạy qua kia đi mèo Ara. Không, đừng lại gần mà không. Đi thôi cắt tí, giờ chúng ta qua bên này. Chuyện này vui quá à mam ơi. Vui sao? Trời, ta sẽ cho là như vậy nếu ta có thể ngừng thở dốc. Con hiểu ý của ngài rồi, thôi tí vua. Đi được, mặt của anh nó mọc râu giống chú vua rồi kìa. Em nhìn tóc của mình luôn đi. Tóc của em bạc hết rồi. Tí ông à, chuyện gì đang xì trong vậy? Ta nghĩ sức mạnh của hòn đá trường sinh gần cạn kiệt hết rồi. Thì vậy là chúng ta không còn nhiều thời gian. Chúng ta phải xì trung được nguyên tố cuối cùng, quả cầu lửa thiên trước khi mọi chuyện quá muộn. Tìm được cái hộp rồi đó, không biết có gì. Chắc là báo dịch của tí ông đó. Tí cận, cậu tính dùng cái xà beng đó làm cái gì vậy hả? Dĩ nhiên là để khui cái hộp này ra rồi. Tí vua chỉ dặn là chúng ta phải tìm cho ra cái hộp của tí ông. Ngài không có kêu chúng ta mở nó ra. Ngài ấy cũng đâu có nói là chúng ta không được mở nó ra đâu. Tí cận ơi, cậu có sao không? Có lẽ chúng ta nên chờ tới khi tí vua quay trở về làng. Mình có một nếp nhăn, không hai nếp nhăn, không hàng tá nếp nhăn. Mình phải đắp mặt nạ ngay. Tí cô nương ơi, tóc của cậu đang bạc dần. Xì trâm ơi, chuyện gì xảy ra với chúng ta vậy? Chuyện đang xảy ra với chúng ta. Ông cẩn thận đó tí đồ, cậu cần thì tâm. Mình đang cố đây tí theo tay. Nhưng bắt một quả cầu lửa không có dễ như bắt một quả bún xì trâm, cậu biết đó. Và tay của mình cũng không còn cứng cáp như trước nữa. Ta sẽ giúp con một tay tí đồ. Nếu chung sức, chúng ta có thể bắt được một quả cầu lửa. Đúng đó thưa tí ông, chúng ta sẽ làm được. Hy vọng là vậy. Ôi không, nhìn kìa, con sợi dây bị cái rồi. Họ biết mà tí khéo tay, họ biết mà. Quá nhiều rủi ro, quá ít thời gian. Đừng vội bỏ cuộc, cố lên, mọi người sẽ làm được mà, em tin như vậy. Bắt được rồi, tuyết của mèo. Tốt lắm. Chúng con nhanh lên mọi người, mau kéo lên trước khi sợi dây bị đứt. Mình chụp được rồi. Thị tâm lắm tí thà mặn. Cậu chính là người ông nó tí thà mặn à. Đừng có vỗ mạnh như vậy mà tí đô. Cây lưng già của mình đau lắm. Giờ chúng ta đã có đủ bốn nguyên tố. Các tí bị lậu quá của ta. Nhưng chúng ta còn phải mau chóng mang chúng trở về làng đó. Con cảm thấy rất là xì trâm. Chúng ta sẽ làm được ông ông à. Vẫn còn quá sớm để kết luận. Mấy cái sự đau nhất của ta cho biết không còn nhiều thời gian nữa. Ô ma tiki. Nhanh lên các tí già của ta. Chúng ta phải quay lại chỗ chiếc dài. Việc này không dễ dàng gì hết, ngay cả khi mình còn trẻ. Ô chiếc dài đã mất rồi. Ô
còn biết nó đã xì trâm đi đâu nữa. Không lẽ nó đã bay một mình và bỏ chúng ta lại đây sao? Sao lại có chiếc ủng xấu tính đến như vậy chứ? Xì trâm chung quanh đi cắt tí. Chúng ta phải xì trâm ra đó, nếu không sẽ chấm hết. Ủng ơi, mày đâu rồi? Ngài nhìn cái gì vậy ông ông? Nguy rồi, nguy to rồi. Chiếc dài của chúng ta sẽ bị cúng tế cho ngọn lửa Tiki. Xì trâm ơi, chúng ta phải ngăn họ lại. Chờ đã vui vui. Ta đã kiệt sức rồi, đi trước đừng chờ ta. Ông sẽ không bao giờ bỏ ngài đâu tí ông. Tất cả chúng ta sẽ cùng đi, hoặc là không ai đi hết. Chị Trâm ơi, hình như em nghe tiếng của cha gọi mệnh á. Chắc là em đã tới tổ bị lãng tai rồi. Xích chút nữa là tiêu rồi mèo Ara. Bọn Tiki thiệt là đáng ghét. Đáng ghét y như lũ xị trung vậy. Ô ma Tiki, ô ma Tiki. Ông ông ơi, ngài vẫn ổn chứ? Ta chỉ hơi mệt thôi. Tiếp tục đi, các con phải cứu được chiếc dài. Ôi xị trung tôi ơi, chúng ta quá trễ rồi. Chiếc dài, nó sẽ bị cháy. Vẫn còn một cơ hội mong manh để xì trâm nó. Nếu chúng ta có thể xì trâm đủ gần để dùng cuộn dây của tí khéo tay. Chúng con đang theo sau ngài đây thưa tí vua. Từ dốc lên đó, cẩn thận nha ông ông. Bây giờ chúng ta phải nghĩ ra cách để thoát khỏi. Cẩn thận đó các tí nhỏ bé của ta. Lũ xì trâm. Chúng ta tới rồi ông ông à. Đã quá trễ rồi, đi sức xuống thất bại rồi. Nhưng mà chúng ta đã lấy được những thứ cần lấy rồi thưa tí ông. Không, chính là của ta. Thằng lão Gamon. Phải, chính là ta. Ta đã đi theo các ngươi tới bốn cực của thế giới để có trong tay báu vật này. Lão Gamon, hãy nghe ta nói đây. Là đi vua hả? Ta tưởng chỉ của mình ta bị tàn tạ tơi tả chứ. Có điều này ngươi chưa biết. Báu vật này chẳng có giá trị với ai hết ngoại trừ các xì trâm. Đừng nói nhiều nữa tí vua. Hình như ngươi sắp hết hơi rồi. Đi thôi mèo Ara, lần này chúng ta sẽ không mắc mưu bọn chúng nữa. Cứu con voi, ta sẽ trả lại báu vật cho các ngươi, nhưng hãy cứu ta. Hình như hắn nói thật. Ngài không hiểu lão gầm ở đâu trí ông à. Đưa báu vật cho bọn ta trước, rồi bọn ta sẽ cứu ngươi. Anh, ngươi muốn sao cũng được hết đó. Nè. Nhanh lên, em mau xì trâm ra khỏi đây. Khi còn cha Gamon thì tính sao? Chúng ta không thể bỏ mặc ông ấy được. Còn nói đúng tí sắc sược, một khi đã hứa thì phải giữ lời. Sao? Nhưng lão phù thủy xấu xa đó vẫn hay nuốt lời mà. Nhưng chúng ta thì không. Đó là cách sống của xì trâm. Dù hôm nay là ngày cuối cùng của mình, nhưng nếu chúng ta không xì trâm thì sẽ không còn là xì trâm nữa. Chúng con sẽ cứu cha. Ta đang cố đây, mau lên. Kéo mạnh lên mấy tên tiểu yêu xanh lè vô dụng. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi cho gà mơ. Sao xin dài còn lại của Omnibus. Thì ra lão gà mên dùng cách này để đi theo chúng ta. Mau trúng vào đây đi, cắt tí tóc bạc của ta. Mau lên vô đây. Tội nghiệp cho gà mên quá. Tội nghiệp chúng ta. Ở trong đây có mùi gì kỳ kỳ á. Ước gì nó có thể đưa chúng ta về làng ha. Hả? Chuyện gì vậy? Chúng sẽ đừng đăng ký. Tất cả là lỗi của chúng đó. Hả? Đúng 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 vậy đó mèo Ara, là lối ra đó mèo Ara. Lão phù thủy này vẫn chưa tới số. Chúng ta an toàn rồi mèo Ara. Ô ma tiên kỳ lại làm tên người gỗ quái dị đó. Mẹ ơi chúng ta đã
đường về làng, có phải không vua vua? Đúng đi sắc sược, ta chỉ hy vọng chúng ta không về quá trễ. Xì Trâm ơi, mặt trời sắp lặn rồi nhưng tí vua chưa về nữa. Cậu biết không, tí cô nương, tí vua vẫn hay nói mình quên mất tiêu ngày ấy nói gì rồi. Xì Trâm ơi, nếu tí vua không sớm quay về, chúng ta sẽ vô phương cứu chữa. Em tí lừ đừ, em có muốn bất ngờ không? Được thôi anh Tây Ba, chúng ta cần làm công việc bất căng thẳng. Chúc anh may mắn lần sau nha. Bản nhạc cuối cùng để tưởng nhớ ngày xưa tươi đẹp. Tí nhạc sĩ, mau xì châm khỏi nhà đi. Thôi không, nỗi làng của chúng ta xì châm thành từng mảnh. Thôi ngày đó rồi tí vua. Tiếng gì vậy tiếng cận? Tiếng thì mình nghe thấy, còn mình không nhìn thấy được gì. Cái gì kìa? Chúng ta bị xâm lược. Nếu mình là các cậu thì mình sẽ không xì châm tới gần đâu. Mình có một cảm giác không được xì châm lắm về chiếc ủng này. Sai đâu, chào mừng ngài về làng Tí vua. Đã tìm thấy cái hộp chưa? Dạ rồi thưa Tí ông, con đã tìm thấy. Ao ta đâu? Ao, ấy con là bé Tí gì trong tìm thấy nữa. Nó đang ở quảng trường giữa làng thưa Tí vua. Chìa khóa để mở hộp đâu Tí ông? Chìa khóa hả? Nó ở đâu ta? Chắc là nó ở trong này, để ta coi. Không phải cái này. Không. Nhìn lên mặt trời sắp lặn rồi Tí ông. Cuối cùng cũng có rồi. Để con xì trâm cho Tí ông. Bọn đá trường sinh sắp sửa tan nguyên rồi. Có lẽ vẫn còn thời gian. Bây giờ hả ông? Đúng vậy. Gió, nước, lửa. Đó, hãy khôi phục hòn đá về trạng thái ban đầu. Hòn đá trường sinh, hãy thi triển phép màu bàn cho xì trâm sinh lực. Sống tới ngàn năm sau. Có điều gì đó đang xảy ra. Điều gì đó rất xì trâm. Trời cầm ơi, cảm giác thiệt sảng khoái. Thành công rồi các xì trâm nhỏ của ta, hòn đá trường sinh đã được khôi phục rồi. Em đang trẻ lại đó Tí sắc sược à. Xì trâm ơi, anh cũng vậy á. Dạ, đã đến lúc rồi. Không cần phải lấy vải che mặt nữa đâu, anh bạn xì trâm lộng lẫy của tôi ơi. Nhìn kìa, ngôi làng đã xì trâm trở lại như trước. Chúng ta cùng hoan hô Tí ông đi nào. Ta e rằng ngài ấy không nghe được nữa đâu Tí đồ. Ngài ấy đi rồi. Không thể nào. Thôi mà ông, ngài chỉ đang giả bộ thôi mà phải không? Có đúng vậy không? Vua vua ơi, có phải vậy không? Không đâu, Tí sắc sược. Tí ông đã đánh đổi mạng sống của mình để khôi phục hòn đá trường sinh cho chúng ta. Ngài ấy đã hy sinh một cách rất xì trâm. Con ghét hy sinh một cách xì trâm. Và con ghét khi Tí ông không có ở đây với chúng ta. Con cũng vậy. Ngài ấy rất là dũng cảm, xì trâm dũng cảm nhất mà con từng biết. Giờ con không được gặp ngài ấy nữa rồi. Ngài ấy đã cứu mạng con. Con định nấu một bữa linh đình để cảm ơn ngài ấy, nhưng mà không còn cơ hội nữa. Đúng vậy, các Tí của ta, Tí ông là xì trâm nhất trong tất cả các xì trâm. Chúng ta sẽ không bao giờ xì trâm được xì trâm nào như ngài ấy. Chị Trâm, tôi ơi, trời đang mưa hả? Không Tí ông, trời không có mưa. Nói đúng hơn là đã lâu lắm rồi con mới thấy một ngày chị Trâm như hôm nay. Tốt quá rồi mà không. Không biết ngài chỉ đang giả bộ thôi mà.
Được rồi, Tý khéo tay, phiền con xì trong cái hộp xuống đất. Dạ thưa Tý vua. Nó sẽ được an toàn dưới này thêm 1000 năm nữa. Như vậy là mình còn rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Và để luyện cơ bắp, phải chuẩn bị sẵn sàng để lần sau còn đi lấy 4 nguyên tố nữa. Con có được đi thêm lần nữa không Tý vua? Đừng có hỏi ta Tý đồ. Lần sau chúng ta sẽ có một thủ lĩnh mới. Dĩ nhiên, chính là Tý Cận con đây. Ta xin lỗi Tý Cận. Nhiệm vụ lần sau sẽ do bé Tý Sĩ Trâm chỉ huy. Khi đó nó không còn là bé Tý Sĩ Trâm. Dạ, là bé Tý Sĩ Trâm, con biết từ đầu rồi. Bộ lúc nào Tý Cận cũng vậy hết hả? Rồi từ từ ông cũng sẽ quen thôi. Nếu như mà ông ở lại đây với tụi con, ngài sẽ ở lại đây với chúng con phải không Tý ông? Còn rất có nhiều phát minh Sĩ Trâm muốn cho ngài coi. Và ngài vẫn chưa được ăn những món ngon nhất của con. Ngài nếm thử cái bánh bông lan của quả mọng Sĩ Trâm này đây. Và ngài vẫn chưa nhìn thấy vườn hoa của con khi mùa xuân tới Tý ông mà. Nó đẹp vô cùng luôn á. Và ngài vẫn chưa đọc tuyển tập lời hay ý đẹp của Tý Cận. Đừng có hù Tý ông nữa anh Tý Cận. Em chỉ muốn nghe Tý ông kể về những chuyến đi của ông và những động vật mà ngài đã từng gặp nữa. Ê, thôi bỏ qua hết đi. Kể cho tụi con nghe chuyến phiêu lưu của ngài đi Tý ông. Chúng con sẽ xì trâm được rất nhiều từ ngài đó Tý ông, nếu ngài chịu ở lại. Các học giả nói, khi nhiều trái tim đồng loạt cất tiếng nói, chỉ có kẻ ngốc mới bịt tai lại thôi. Tý vua à, như vậy có phải là ngài ấy sẽ ở lại không? Ta chắc chắn là như vậy đó Tý đồ. Tuyệt vời. Xì trâm tuyệt vời. Thiệt là xì trâm quá. Mình phải chuẩn bị một bữa tiệc thiệt là hoành tráng cho Tý ông mới được. Mình sẽ sáng tác một bài thơ dành tặng quý ngài xì trâm đáng kính, người đã quay trở về làng sau mấy trăm năm phiêu bạt khắp bốn phương trời. Còn mình sẽ xì trâm việc cấm qua. Sao vậy Tý sức sượt? Bộ con không vui khi Tý ông xì trâm ở đây với chúng ta hay sao? Dĩ nhiên là không phải rồi vui vui. Con thấy vui lắm á. Con rất yêu ông. Con chỉ đang cầu hỏi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cha gầm môn tội nghiệp. Linh cảm của ta xì trung rằng chúng ta sẽ còn xì trung lại lão ta. Tất cả chuyện này là do lũ yêu tinh gia sao đó gây ra. Ta ghét xì trung, 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 ta ghét xì trung.